Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tây Bắc Chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật vừa diễn ra sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Lai Châu nắng nóng kéo dài, trẻ em và người già nhập viện gia tăng. Tuyên Quang nỗ lực bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Phú Thọ phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc. Dự báo về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có ở những phút cuối của chương trình. Trước khi là phần tin, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua các địa phương trong tỉnh Điện Biên đã phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tại địa phương, góp phần bài trừ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Đa số đội ngũ già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Điện Biên đều phát huy tốt vai trò là trung tâm đoàn kết, cầu nối giữa đảng với dân, là điểm tựa tinh thần cho người dân trong bản, tích cực xóa đói giảm nghèo, bảo tồn bản sắc văn hóa, gương mẫu đi đầu và vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Những đóng góp của các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín đã góp phần giúp cấp ủy chính quyền địa phương hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc. Đến thời điểm này, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Yên Bái đã giải ngân 11 dự án với số tiền gần 5,2 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện tiếp tục duy trì cho vay 111 dự án, 373 hộ vay với số tiền trên 9 tỷ đồng. Nhiều dự án triển khai có hiệu quả tại Yên Bái như chăn nuôi trâu sinh sản, nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà, nuôi cá bỗng thương phẩm, nuôi cá chấm. Từ nguồn vốn này đã giúp hàng trăm hộ hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Trên 57.300 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi năm 2022. Cũng trong năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái phấn đấu xây dựng 45 mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả trên lĩnh vực nông nghiệp, gắn với hợp tác xã hoặc tổ hợp tác. Trong đó có 18 mô hình được xây dựng từ các mô hình vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân. Tỉnh Sơn La hiện có 76 thủy điện nhỏ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết, với tổng công suất lắp máy là 907,4 MW. Điện lượng trung bình năm theo thiết kế là trên 3,2 tỷ kWh. Để làm tốt công tác quản lý quy hoạch đầu tư xây dựng, vận hành các thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh, tỉnh Sơn La, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo kiến nghị Bộ Công Thương xem xét sửa đổi bổ sung thông tư 43 năm 2012 phù hợp với luật quy hoạch đầu tư, xây dựng và các văn bản hướng dẫn mới được ban hành. Cho ý kiến đối với việc cấp chủ trương đầu tư của 10 dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh để tỉnh có căn cứ chấp thuận nhà đầu tư, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục vận hành nhà máy đối với một số dự án thuộc thẩm quyền, ban hành hướng dẫn chi tiết trách nhiệm nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư trong việc lập bản đồ ngập lụt vùng hạ du các thủy điện. Do ảnh hưởng của đợt nắng nóng những ngày qua, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trên 35-36 độ C, số người già và trẻ em nhập viện điều trị tại các địa phương của tỉnh Lai Châu gia tăng. Tại Lai Châu, phần lớn trẻ em nhập viện đều mắc các bệnh lý đường hô hấp như sốt cao, ho, viêm tiểu phế quản, viêm phổi. Không chỉ trẻ em mà người cao tuổi nhập viện cũng tăng. Nắng nóng kéo dài, người dân sử dụng điều hòa nhiệt độ chưa đúng cách, người già chưa chú ý đến việc kiểm soát tốt bệnh nền, các vấn đề sức khỏe gặp phải hậu COVID-19 là những nguyên nhân làm gia tăng số người già trẻ nhỏ phải nhập viện. Các bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi không nên ra khỏi nhà trong giờ cao điểm, sử dụng điều hòa ở nhiệt độ vừa phải. Trước khi ra khỏi phòng phải tắt điều hòa để cơ thể thích nghi với môi trường, tránh sốc nhiệt. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua những tuyến đường bê tông được xây dựng đã góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa, nâng cao đời sống, thay đổi bộ mặt nông thôn tại tỉnh Tuyên Quang. Tuyến đường bê tông dài 220 mét tại xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đang được bà con gấp rút hoàn thiện. Ngoài sự hỗ trợ xi măng của nhà nước, 34 hộ dân ở đây nhà nào cũng tự nguyện đóng góp tiền và ngày công lao động để làm đường. Tuyên truyền cho bà con hiểu biết được về cái lợi ích của cái bê tông hóa đường thôn là cái mấu chốt quan trọng nhất để phát triển kinh tế xã hội. Tất cả bà con đóng góp ngày công này, rồi ủng hộ tiền mua cát sỏi, nhà nước và nhân dân cùng làm ấy, thì vận động thì bà con đều đồng tình nhất trí và rất khấn khởi. Năm 2022, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa thực hiện bê tông hóa hơn 16 km đường giao thông.
và xây dựng một cầu trên đường giao thông. Để làm được việc này, xã đã phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tuyên truyền vận động nhân dân hiểu về mục đích ý nghĩa của chương trình với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Hiện nay phải nói là nhân dân rất là đồng tình, hưởng ứng, triển khai các cái khối lượng công việc như là hiến đất, mở đường và đóng góp để mua vật liệu, cát sỏi cũng như là thuê máy để triển khai đổ đường bê tông. Thì hiện nay 6 tháng đầu năm thì xã đã hoàn thành được trên 6 km. Những tuyến đường và cầu giao thông được hoàn thiện trong niềm vui và mong chờ của người dân, giúp giao lưu, trao đổi hàng hóa, kinh tế phát triển, nâng cao đời sống. Đây là động lực quan trọng giúp xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn, Tân Sơn là địa phương có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch với những thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Phú Thọ. Thời gian qua, huyện đã quan tâm phát triển du lịch đi đôi với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đứng thứ 12 trong số 15 vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam. Từ lâu, vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ nổi tiếng là một thắng cảnh đẹp. Đến đây, du khách không chỉ được thưởng thức vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng, mà còn được hòa mình vào cuộc sống của đồng bào Dao, Mường với nét văn hóa đặc sắc sẽ là trải nghiệm khó quên. Lần đầu tiên tôi đến Xuân Sơn thì tôi cảm thấy rất là thích ạ. Phong cảnh ở đây thì rất là đẹp, nhưng con người ở đây thì rất là thân thiện. Vườn quốc gia Xuân Sơn có hệ thống rừng nguyên sinh và hệ thống thực vật phong phú, nhiều sông suối đẹp. Bên cạnh đó, Xuân Sơn có 10 bản, hầu hết là đồng bào dân tộc Mường và dân tộc Dao sinh sống. Du khách có thể nghỉ ngơi tại các hộ dân bản địa để tìm hiểu phong tục tập quán và nét văn hóa độc đáo của đồng bào. Trong thời gian vừa qua đã chỉ đạo Ban Văn hóa xã thành lập 4 cái câu lạc bộ tại 4 khu dân cư để phục vụ múa, các điệu múa phục vụ về các điệu múa mang đậm bản sắc dân tộc của địa phương đối với du khách khi đến tham quan tại địa phương. Từ công tác bảo tồn, công tác du lịch được song hành và phục vụ tốt công tác du lịch để đảm bảo cho cái khách đến tham quan du lịch không những được thưởng ngoạn những cảnh quan ở trên địa bàn, đặc biệt là xã Xuân Sơn, xã Long Cốc mà còn được chiêm ngưỡng những cái bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Không chỉ phát triển du lịch cộng đồng, vườn quốc gia Xuân Sơn còn có tiềm năng để phát triển nhiều loại hình du lịch khác như du lịch sinh thái, du lịch khám phá rừng núi, hang động, du lịch nghỉ dưỡng. Đây là những thế mạnh để Phú Thọ tận dụng, phát triển và quy hoạch du lịch theo hướng bền vững. Dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 8 năm 2022. Tỉnh Lào Cai sáng trời nhiều mây, trưa chiều chuyển nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Tỉnh Lai Châu sáng quang mây, chiều trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Tỉnh Điện Biên sáng nhiều mây, trưa chiều chuyển nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tỉnh Sơn La sáng trời quang mây, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tỉnh Yên Bái sáng nhiều mây, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Tỉnh Hà Giang sáng nhiều mây, đêm về sáng có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tỉnh Tuyên Quang sáng trời quang mây, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Tỉnh Phú Thọ sáng quang mây, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.